trong ngôi làng bí ẩn. Từ sáng tới giờ. Chào mừng tất cả mọi người đến với ngôi làng mới của chúng ta. 8 nhân vật tới đây sinh sống. Trời ơi, đúng không? Anh Bi Bi ơi, chị Mi ơi, ăn cơm nè. Và bí mật truy tìm kho báu. Anh có thấy có cái hộp, cái gương nhưng mà không có chìa khóa. Không mở ra được đúng không? Chào lên. Ủa cái gì vậy? Em được cả miễn phí đi nhà hàng hay sao? Dựa vào những vật phẩm được cung cấp để tìm ra nơi cất giấu kho báu. Nè. Giờ để rút ngắn thời gian chúng ta phải chạy thôi. Tao ở đây nè, hiểu không? Nó nghe. Kho báu nè. Anh làm gì vậy anh làm? Anh kiếm gì vậy? Chiến thuật là ăn đợi nằm chờ, rình rập, vồ vập và ra một cú chí mạng. Bất cứ ai trong ba đứa em tìm được đều nhường cho chị. Chỉ cần một điều thôi. Điều gì? Chị đừng có phản bội tụi em là được. Chị không phản bội tụi em là chuyện nhỏ thôi. Dạ. Quan trọng là tụi em có phản bội chị không? Liên minh hay phản bội? Tụi em là tin anh nhất. Nhưng mà tụi em biết không? Anh không tin hai đứa em nhất. Anh đã tìm được một vài cái manh mối rồi cho nên anh mới liên hệ với em đúng không? Chắc chắn là có liên minh. Đó là nơi đâu có Thùy Tiên đó có Thiên Ngọc. Xạo lắm. Kêu là hả kết hợp với nhau đi mà hỏi tới cái không nói. Tức muốn chết. Chương trình căng thẳng quá. Các vật phẩm hoặc gợi ý sẽ được bổ sung nếu họ giành chiến thắng trong các trò chơi đồng đội. Trong phim Aladdin và cây đèn thần, thần đèn mặc áo màu gì? Ở một quán cà phê lúc 12 giờ đêm. Trời ơi, ai mà giờ đó vậy? Tôi với anh gặp nhau. Tôi có bầu. Ủa đó, đó gì mà nhanh vậy? Hay lắm ha. Hay. Đúng rồi. Sao chép vật phẩm từ đội thua? Quang Trung. Nên con cóc quạt cẳng cầm kính, có cặp kính cong que cùng cặp kéo cong kinh. Cầm kìm kêu cần kiếm con cóc què, cẳng cầm kính có cặp kiếm cong que cùng cặp kéo cong kinh. Ai tìm thấy kho báu trước và giữ được bí mật tới cùng sẽ nhận được toàn bộ số tiền. Thông báo, đã có người lấy được kho báu. Trời ơi, Trang ơi, tụi em quá điên mất. Đúng là sau chương trình này thì tôi nhận ra đó là không nên tin tưởng bất kỳ một ai. Chúng tôi là Bất Thầy Săn Lửa. Bất Thầy Săn Lửa phát sóng chủ nhật hàng tuần từ 27 tháng 10 năm 2024 trên kênh YouTube Viettel Media.